Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Nam của mình. Thì trong video các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật phiên bản mới nhất từ cái app Satoshi Plus các bạn, tức là cái app đào co đó. Và chúng ta sẽ cập nhật cái vùng lãnh thổ. Cái điều này rất là quan trọng trước khi mainnet các bạn nha, cho nên là các bạn phải làm chính xác. Thì mình sẽ hướng dẫn một cách chi tiết cho các bạn để các bạn làm theo. Bởi vì hiện bây giờ là cái bản cập nhật nó chưa có trên Google Play, cho nên chúng ta phải cập nhật ở trong web của nó các bạn ha. Đó, thì bây giờ các bạn hãy mở cái app Satoshi đi các bạn, app này nè. Còn bạn nào mà chưa đăng ký đào á, đăng ký để mà chúng ta nhận airdrop sắp tới á, thì các bạn hãy đăng ký đi các bạn. Cái cách đăng ký ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên á, mình để cái video hướng dẫn các bạn làm theo là được. Ở trong bình luận đầu tiên các bạn rất là dễ dàng ha. Rồi, bây giờ các bạn hãy mở cái app Satoshi này lên. Rồi, cái việc cần làm quan trọng nhất là các bạn phải tham gia ba cái airdrop TCA, TCB và TCC này ha. Đó. Sau đó các bạn hãy bấm vào cái nút là, các bạn để ý cái này mà 25 vòng á thì nó sẽ ngừng đào. Cho nên là các bạn phải bấm liên tục trong ngày ha. Thì đây mình bốn vòng rồi mình bấm airdrop và mình nhận các bạn. Rồi các bạn để ý này, nó sẽ nhảy số rồi nha. Nó nhảy số rồi các bạn. Đó, nó nhảy nhanh lắm các bạn, cho nên các bạn không thấy được đâu. Ở đây nè. Đó. Nhớ nhận các bạn nha. Và mỗi ngày các bạn phải nhận băm nè. Nhận băm để cái số lượng mà các bạn nhận airdrop nó nhiều. Được chưa? Thì cái cách nhận băm là các bạn phải thực hiện cái việc là đi vào cái ví MetaMask ha. Để các bạn thực hiện một giao dịch, sau đó các bạn nhận băm. Cái này mình hướng dẫn hoài và cũng có nhiều người không biết, thì các bạn xem video làm ơn các bạn xem nhiều nhiều một chút thì các bạn sẽ thấy cái cách làm. Đó, thì mình sẽ xác nhận bằng vân tay ha, để mình vô cái ví MetaMask các bạn nha. Rồi các bạn đợi một chút xíu để cho nó đi vào cái ví MetaMask các bạn, bởi cái ví MetaMask nó khởi động hơi chậm. Và chúng ta chờ đợi một chút xíu, vài giây ha. Và mình sẽ thực hiện cái lệnh để cho các bạn xem. Và các bạn biết rằng cái thông tin mới nhất của co chính là 25% sẽ được mở khóa và 75% số co các bạn đào sẽ bị khóa trong vòng 2 năm nha. Cho nên là cái việc mà co khan hiếm là cái chắc. Và chưa tính đến việc các bạn sẽ start để lấy lãi nữa. Nếu mà các bạn start sẽ lấy lãi nữa thì các bạn sẽ hiếm hơn nữa các bạn, cho nên là giá co mình nghĩ sẽ rất là cao nha. Nhưng mà dù gì đi nữa chúng ta cũng phải chờ đợi mainnet các bạn ha. Chúng ta phải chờ đợi thôi. Để nó lên mainnet chính thức thì như thế nào. Rồi các bạn, sau khi mà các bạn đi vào được cái ví MetaMask rồi á, các bạn hãy bấm vào đây nè. Các bạn hãy bấm vào gửi nè. Đó, sau đó các bạn chọn là cái địa chỉ đến ha, tức là cái ví mà đến, thì các bạn chọn cái ví nào cũng được. Thì mình chọn cái ví mình đã từng gửi rồi. Mình chọn vô đây ha. Nó ra cái tích xanh như này là ok nha. Rồi sau đó các bạn hãy bấm vào tiếp theo ở dưới nè, dưới cùng nè. Dưới đây nè. Bấm vô. Rồi các bạn gõ bao nhiêu cũng được, tùy các bạn ha. Ví dụ mình gõ đây 001 đi, bởi vì cái số co nó cho các bạn ít cho nên là mình gửi ít thôi. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng thống kê các bạn. Cái bảng này là cái bảng mà vừa cái ước tính và cái tổng phí ra, cái phí ra và cái tổng cộng các bạn gửi đi ha. Rồi các bạn bấm gửi dưới cùng. Đương nhiên là cái này chỉ là mới co test các bạn nha, chủ yếu là chúng ta tăng băm thôi. Rồi sau khi các bạn gửi và nó thực hiện cái, nó ra cái chữ giữ dòng giao dịch dưới này, là các bạn bắt đầu, các bạn đã đi qua cái áo, các bạn kích vô đây ha, để tăng cái số băm các bạn lên nè. Đó, được chưa, kích vô đây. Tôi đã hiểu thì cái số băm nó sẽ được tăng lên đây ha, số băm nó sẽ tăng lên và mỗi ngày các bạn nhận một lần nha. Còn một cái đó các bạn, kích vô cái chữ A nè, mình kích vô chữ A nha. Nếu các bạn có thực hiện airdrop các bạn kích vô đây, kích vô đây các bạn, kích vô airdrop cũng được, dự án cũng được. Sau đó các bạn bấm vào tiên test nè, rồi các bạn bấm nhận băm nha. 24 giờ các bạn nhận một lần ha, rồi đóng, coi như là các bạn nhận được 2 lần băm đó. Rồi bây giờ để cập nhật cái app mới, các bạn hãy bấm vào của tôi nè. Xin lỗi, bấm vào của tôi các bạn. Bấm vào đây nè. Của tôi ha, dưới cùng nha. Rồi các bạn bấm vào đây. Sau đó các bạn hãy bấm vào, xin lỗi các bạn, đây, bấm vô đây.
xem đâu rồi, của tôi. À, quản lý yêu thích rồi, thiết lập cá nhân. Rồi, để chính xác các bạn bấm vào đây, các bạn tăng lợi nhuận ở đây nè. Ha, tăng lợi nhuận nha. Chứ không phải là của tôi, bấm vào tăng lợi nhuận. Rồi các bạn sẽ thấy một cái đường link nè. Đường link này chính là đường link tải, đường link giới thiệu của các bạn, thì các bạn hãy kích vô đây. Các bạn hãy kích vào đường link đó để nó mở ra cái trang web chính thức của Satoshi Plus các bạn nha. Rồi sau đó các bạn kích vào cái chữ là Android APK các bạn, chứ đừng kích bên đây nha, không kích bên đây. Được chưa? Kích bên đây. Rồi bấm, các bạn bấm vào vẫn tải xuống. Chúng ta sẽ cập nhật cái phiên bản mới nhất các bạn nha. Rồi sau đó các bạn cài xong, các bạn đâu đó rồi, các bạn hãy bấm mở giúp mình. Rồi các bạn bấm này, có ra chữ cập nhật này, các bạn bấm cập nhật ha, để cho nó cập nhật cái phiên bản mới nhất các bạn. Và các bạn chờ đợi một chút xíu thì nó sẽ cài xong, thì các bạn bấm là mở cũng được hay là xong cũng được, bấm mở đi các bạn. À, để chúng ta đi vào cái app lại nha. Đó, thì khi các bạn bấm rồi, các bạn sẽ được đi vào cái app mới ha. Và chúng ta bây đây, bây giờ chúng ta mới chọn vào cái chữ này nè, của tôi nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào thiết lập cá nhân nha. Rồi các bạn nè, liên kết quốc gia và khu vực các bạn, cái này quan trọng nè. Đó, và lưu ý cho mình là chỉ làm một lần duy nhất các bạn nha, cho nên là các bạn không được làm sai, được chưa? Đó, cho nên là chúng ta phải bấm vô đây. Đó, rồi các bạn chọn đúng Việt Nam cho mình, sau đó bấm xác nhận một lần duy nhất nha, các bạn không được bấm sai nha, không được bấm sai các bạn nha. Vui lòng nè, các bạn để ý cái dòng nè, vui lòng chọn quốc gia khu vực của bạn sau khi liên kết, không thể sửa đổi nữa, được chưa? Vui lòng chọn quốc gia khu vực của bạn nha, chứ không phải là của người khác các bạn nha. Cho nên là các bạn phải chọn Việt Nam giúp mình, chọn vào đây, được chưa? Và các bạn bấm xác nhận giúp mình nha, ở dòng cuối cùng nè. Ở cái dòng cuối cùng nè, các bạn thấy không? Đó, rồi đúng Việt Nam các bạn nha. Rồi bấm xác nhận giúp mình, liên kết quốc gia khu vực thành công, được chưa? Bây giờ các bạn bấm vô đây, các bạn xem lại nè. Đó, như vậy chúng ta đã liên kết thành công rồi các bạn nha. Rồi liên kết thành công rồi, các bạn quay trở lại. Đó, thì cái số code các bạn chính là ở chữ của tôi nè, và ở đây, được chưa? Là cái dòng giữa đó, là cái số code các bạn đó, thì ở đây là 8.5149 4079 ha. Thì bây giờ nó sẽ khóa là 75% và còn 25% nữa là chúng ta được sử dụng. Thì chúng ta hãy tính toán nè, mình sẽ mở một cái máy tính lên ha, để chúng ta cùng tính nè, cho các bạn biết cách tính nè. À, bạn nào mà giỏi thì không nói rồi, có những bạn không biết ha. Thì 8.5 ha, sẽ nhân cho 25% và chia cho 100 các bạn nha, bằng rồi chia cho 100 nè. Đó, như vậy là năm đầu tiên này, năm này nó sẽ manage và được mở là 2.125 core, được chưa các bạn? Và sẽ bị khóa là trừ cho 8.5 đúng không? Trừ cho 8.5. Và sẽ bị khóa là 6.375 core, được chưa các bạn? Đó, thì các bạn có số co các bạn là các bạn tính như thế này là ra ha. Bây giờ mình sẽ khóa lại là 75% là tức là khóa là 6.375 co. Đó. Và theo thông tin mình biết là đăng trên Twitter là người ta nói chỉ cần 3 co là đủ sống các bạn. À, nói như vậy thì không biết như thế nào. À, nhưng mà chúng ta cứ tin tưởng là được. Rồi. Thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn liên kết vùng lãnh thổ của các bạn ha. Thì các bạn làm chính xác là được các bạn nha. Rồi, thì ai chưa đăng ký co để chuẩn bị làm Airdrop thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký các bạn ha. Có đường link rồi, các bạn hãy kích vào và làm theo là được, rất dễ dàng. Không có gì là khó hết các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Rồi, xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.